Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Apple Channel, mình Thông Review. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một số hỏi đáp ở trên kênh Apple Channel của mình. Trước khi đến với số hỏi đáp lần này thì nếu như anh em đang có nhu cầu muốn mua điện thoại với mức giá tốt nhất, có thể tham khảo ngay tại cửa hàng Di động Việt thông qua đường link ở phần mô tả và bình luận của video này nhé. Dạo này suy thoái kinh tế nên là mua điện thoại ở đâu rẻ thì mua ở Di động Việt còn rẻ hơn nha các bạn. Rất nhiều dòng iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi đang giảm giá cực kỳ sâu. Còn bây giờ thì đi vào nội dung chính trong video ngày hôm nay. Ok, bạn Lý Đạt có hỏi mình là: anh ơi, có con máy tầm từ 3 đến 4 triệu chơi Liên Quân Max Setting còn 120fps và chơi PUBG tầm trung mượt không? Với câu hỏi của bạn ấy thì cái chơi Liên Quân Max Setting 120fps thì gần như bây giờ anh em chỉ có thể chơi được trên máy chủ beta. Mình cũng không biết là đã chơi được trên máy chủ chính thức hay chưa. Và nếu mà muốn chơi Liên Quân 120fps mượt mượt ấy thì bạn nên kiếm những con máy hàng flagship hàng qua sử dụng, hoặc là cũng phải kiếm một con máy mới mà có hiệu năng tốt tốt một xíu. Chứ mấy con vi xử lý tầm trung đổ lại á nha, tầm trung mà giá rẻ thì mình thấy rằng là nó đáp ứng cho nhu cầu chơi game Liên Quân 120fps là khá đuối, gần như là không chơi nổi. Thì nếu mà tầm 3-4 triệu bạn mua được hàng qua sử dụng ấy thì mình sẽ đề xuất cho bạn hai con. Thứ nhất là con Snapdragon R3, tầm 3 triệu là bạn có thể mua được con R3 này rồi. Thì màn hình của nó, mặc dù thiết kế của nó thì hơi xấu thật, mà phải công nhận là xấu kinh khủng khiếp, nhưng được cái là hiệu năng nó mạnh và màn nó mượt. Con này có màn hình cả tai thỏ, cả giọt nước luôn. Và có tần số quét là 120Hz này. Ngoài ra với con Snapdragon R3 thì nó có được trang bị con chip là Snapdragon 855. Đó, với con chip 855 này đi kèm với lại 6GB, 128GB bên trong, thì với con Snapdragon R3 nó vẫn đáp ứng khá là tốt cái nhu cầu gọi là chơi game Liên Quân của bạn với cái mức đó là 120fps nếu như được bật ở mức tối đa nha. Và con này thì có cái điểm trừ đó là về phần pin của nó không trâu, pin của nó rất đuối. Nếu mà chơi Liên Quân chắc được tầm 3 tiếng, còn dùng bình thường khoảng tầm 4 tiếng. Rồi trải nghiệm sử dụng của nó thì cũng không phải là tuyệt vời, tại vì đây là con máy Nhật nên là nó sẽ có một vài cái bất cập trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Với con điện thoại tiếp theo ấy, tầm 4 triệu thì bạn có thể mua được cho mình hai con. Bạn mua được con Sony Xperia 5 Mark 2. Con này mình check ở một số cửa hàng đang bán khoảng tầm là 3 triệu 9, 4 triệu thôi, hoặc 4 triệu 1, 4 triệu 2 tùy hình thức. Thì với con đấy đáp ứng khá là ổn cái nhu cầu của bạn nha. Có màn hình 120Hz, hơi dài, hack map Liên Quân luôn. Rồi con đấy có chip Snapdragon 865 thì chơi Liên Quân cũng rất là ổn. Đó, 865 thì chơi Liên Quân bây giờ gọi là bao mượt, gần như chả drop FPS, chả giật lag gì đâu. Nhưng mà con này thì vẫn có điểm trừ là pin của nó sẽ hẹo. Và Sony Xperia 5 Mark 2 thì cái thiết kế của nó cảm giác bị nhỏ quá, nó bị thọt thọt kiểu gì ấy. Nếu mà Xperia 1 thì nó sẽ ok hơn, nhưng mà Xperia 1 Mark 2 thì nó lại không có tần số có màn hình cao. Ok, và tiếp điện thoại tiếp theo đó chính là Galaxy S20 FE. Con này thì hiện tại mình check giá nó đang rơi khoảng tầm là 4 triệu 1, 4 triệu 2 mà thôi. Thì với 4 triệu 1, 4 triệu 2 anh em chốt con S20 FE này cũng được. Và con này chơi Liên Quân 120fps chắc chắn sẽ cực kỳ mượt. Nó chơi PUBG cũng được 90-60fps, cũng rất là ngon luôn, tối hóa hiệu năng chơi game khá là tốt. Tuy nhiên có rất nhiều anh em than phiền về vấn đề là con này hay bị lag cảm ứng khi mà chơi game với cái nhiệt độ cao. Cái này thì mình chưa biết nhà, tại vì mình test với có một con S20 FE hoặc tầm 3 con S20 FE chính xác hơn, thì mình chưa gặp tình trạng này bao giờ. Thì chắc là nếu anh em cần mình sẽ làm một cái clip test game lại ở trên con S20 FE để cho anh em có một cái tham khảo là chính xác hơn. Đó, còn mình nghĩ rằng trong tầm từ 3 đến 4 triệu mà muốn có cấu hình cao chơi game 120fps mượt thì chỉ có những lựa chọn này thôi. Trong tầm giá vẫn có những sản phẩm hàng mới như là Nazo 50 thì bây giờ như khai tử rồi, Redmi Note 12, Poco diện M5, M5S gì đấy, hoặc là con Tecno Pova 4 Pro thì cũng thực sự là không thể nào so sánh về cái phần hiệu năng nếu như mà bạn mua hàng qua sử dụng được. Rồi, câu hỏi tiếp theo thì tôi bảo tên là anh Hoàng Đình. Anh ơi, giữa Xperia 5 với cả Snapdragon R3 thì nên mua con nào chơi game ngon hơn ạ? Con nào nếu hỏng thì việc tìm linh kiện phụ kiện sẽ dễ hơn. Với câu hỏi của bạn ấy thì Xperia 5 dễ hơn so với Snapdragon R3. Và nếu như kèo này, nếu bạn muốn kiếm một chiếc điện thoại ăn chắc mặc bền thì Xperia 5 vẫn là một cái lựa chọn chân ái. Mặc dù Sony không bán Xperia 5 tại Việt Nam, tuy nhiên linh kiện của Sony thì anh em vẫn có thể tìm thấy được. Và hàng sách tay con Xperia 5 thì cực kỳ nhiều, nên cửa hàng vẫn nhập sẵn linh kiện về để bán cho anh em. Còn con Snapdragon R3 thì gần như là chúng ta mua ở những cửa hàng lớn, hoặc là những cửa hàng nào có nêm một chút là không có, chủ yếu mua online thôi và mua theo cái dạng hàng thanh lý, nên là linh kiện của Snapdragon R3 thì gần như quá hiếm khó và khó tìm luôn. Đó, còn về việc tối hóa hiệu năng ấy, thì con Xperia 5 nó sẽ là tối hóa hiệu năng tốt hơn. Đây là con Xperia 5 Mark 1 nha các bạn, chạy con chip Snapdragon 855. Rồi, câu hỏi tiếp theo thì đến từ bạn tên là Tú. Giữa LG V60 với cả Pixel 5 thì nên chọn máy nào? Ưu tiên camera, màn hình, loa, dùng lâu dài. Nếu vậy nha,
Thực ra thì giữa LG V60 với cả Pixel 5 thì mình chắc chắn sẽ lựa chọn Pixel 5. Tại vì Pixel 5 là một chiếc điện thoại mà mình cầm vào mình cảm giác sướng và nó đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của mình rất tốt. Cái cảm giác cầm nắm của con Pixel 5 nha, nó rất là êm tay và cầm vào nó sướng thật sự luôn. Màn hình ấy thì nó không bị dày quá, nó không bị to quá như kiểu là con LG V60. Phần mềm thì làm cực kỳ tốt. Đấy, thời lượng pin các thứ thì con Pixel 5 nó cũng xử lý, nó cũng có một cái thời lượng sử dụng pin mình thấy là cũng tương đối ổn, cũng tương đương với lại LG V60 đấy, không hề thua kém gì đâu. Nó còn về hiệu năng thì chắc chắn con này thua kém so với LG V60 một chút, nhưng mà vẫn đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình. Còn về phần camera thì Pixel 5 nó sẽ nhỉnh hơn hẳn so với LG V60. Tại vì LG V60 thiếu khá là nhiều chế độ. Nếu có hơn ấy, thì LG V60 nó chỉ hơn về khoản là quay video. Còn nếu mà chụp ấy, thì chắc chắn Pixel 5 nó sẽ hơn đứt. Còn cập nhật phần mềm và sử dụng lâu dài thì Pixel 5 nó vẫn đỉnh hơn nha các bạn. Tại vì vẫn được cập nhật những cái phiên bản Android mới này. Chúng ta sẽ có rất nhiều thứ thú vị để có thể trải nghiệm trên chiếc máy này. Và câu hỏi tiếp theo đến từ bạn tôi có tên là Vũ Nguyễn. Anh ơi, cho em hỏi giữa A34 với cả là iPhone 11 thì nên chọn máy nào để dùng lâu dài, chơi game không quá nặng, tác vụ bình thường với lại chụp ảnh. Thế thật sự là nếu như các bạn lựa chọn giữa iPhone 11 và A34 ấy, thì mình nghĩ rằng là lựa chọn iPhone 11 sẽ là một cái lựa chọn hợp lý hơn. Vì như bạn ấy chia sẻ ở đây là bạn muốn dùng lâu dài, chơi game không quá nặng và tác vụ bình thường. Đó thì với con iPhone 11 nó vẫn cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt. Mặc dù là A34 nó sẽ hơn iPhone 11 ở hai điểm là tần số quét màn hình của nó cao hơn và cũng như là màn hình của nó đẹp hơn và pin của nó trâu hơn một chút. Nhưng mà iPhone 11 thì nó lại cực kỳ tối ưu cho cái việc là sử dụng lâu dài, chơi game hoặc là tác vụ nặng, thì con iPhone 11 nó cũng đỉnh hơn. Về phần camera, A34 rõ ràng là nó sẽ có camera góc rộng nhìn hơn đúng không? Nhưng mà cái camera chính của cái con A34 và so với iPhone 11 ấy, thì mình lại thích cái camera chính của iPhone 11 hơn. Khả năng chống rung quang học của nó sẽ tốt hơn và quay video chụp ảnh cũng sẽ ngon hơn so với lại Samsung Galaxy A34. Đó nên là nếu như mà chỉ gọi là chơi game không quá nặng, tác vụ bình thường, quay phim chụp ảnh và dùng lâu dài thì iPhone 11 nó sẽ là một con máy mình nghĩ rằng là nó sẽ đáp ứng tốt cái nhu cầu sử dụng của bạn hơn. Và iPhone 11 bây giờ các bạn mua hàng line new khoảng tầm 7 triệu đúng không? Còn A34 các bạn mua hàng mới cũng loanh quanh khoảng tầm 7 triệu tại Di Động Việt. Thì nếu như chúng ta xét về cái độ tụt giá nhá, một năm sau bán lại, con A34 còn khoảng tầm 3-4 triệu, còn con iPhone 11 nó vẫn còn khoảng tầm 5-6 triệu. Đó, thì đó là cái giá trị mà con iPhone 11 nó mang lại, rất ít tụt giá. Ok, bạn Ava Thịnh thì có hỏi mình là 695 với lại Helio G99 con nào chơi game ngon hơn. Quả này thì mình xác định luôn là con Snapdragon 695 nó sẽ chơi game ngon hơn. Tại vì cơ bản 695 là một con chip 5G và con chip của nó xét vào phân khúc gọi là cũng như tầm trung cận cao cấp rồi. Nó thậm chí được trang bị trên những con máy có giá khoảng tầm 12-13 triệu. Thì so với con Helio G99 ấy, chắc chắn là con G99 nó không bằng. Nó con G99 chỉ được trang bị trong phân khúc từ 4 cho đến là khoảng tầm 8 triệu là hết rồi. Nó còn 695 5G thì được trang bị tên những con Oppo Reno 8T rồi một vài con điện thoại khoảng tầm 11-12 triệu là cũng được trang bị chip này. Thì với hiệu năng ấy, thì con 695 5G nó được khoảng tầm là trên 400.000 điểm AnTuTu. Còn Helio G99 được khoảng tầm 370-380 mà thôi. Thì về số điểm thôi, Nam đã nói lên một phần rồi là con Snapdragon 695 5G nó sẽ tốt hơn, tối ưu hóa hơn và hiệu năng chơi game của nó cũng sẽ ngon hơn. Bạn Thái Phiên Nguyễn thì có hỏi mình: chào anh, em đang muốn mua điện thoại, em đang phân vân giữa con Note 12 Turbo, Redmi K50, Zinel 2, Zinel 3, tài chính khoảng tầm 6-6.5. Ngoài các dòng trên thì có dòng nào phù hợp với nhu cầu không ạ? Em chỉ chơi game tác vụ nhẹ và cần một chiếc điện thoại có camera đẹp một tí. Với câu hỏi của bạn ấy, thì sau khi mà mình check một dòng đó là Note 12 Turbo, K50, Zinel 2 và Zinel 3 thì mình khuyên bạn là nên chốt con Zinel 3 đi. Tại vì với con Realme Zinel 3 nó sẽ đáp ứng cho rất tốt cái nhu cầu sử dụng của bạn. Đương nhiên ấy, là nếu như mà nói bốn con máy này trong tầm giá thì gần như con nào cũng ngon, con nào cũng có điểm cộng điểm trừ riêng. Tuy nhiên con Realme Zinel 3 nó sẽ cân bằng nhất. Tại sao mình lại nói như vậy? Tại vì K50 ấy, thì nó sử dụng một camera không quá đẹp và sử dụng cảm biến của nhà Sony nhưng mà cảm biến cũ IMX852 hay là 856 gì đấy mình nhớ không nhầm là vậy. Còn Realme Zinel 2 thì nó sử dụng cảm biến của Samsung. Và con Redmi Note 12 Turbo thì nó dùng cảm biến của Onivision. Và con này sử dụng con chip Snapdragon 7 Plus Gen 2. Điểm số hiệu năng của con Note 12 Turbo thì có vẻ cao, nhưng mà so với những con như là Dimensity 8001, Dimensity 8002 thì hiệu năng trải nghiệm thực tế của nó sẽ không bằng đâu. Còn với con K50 ấy, thì đối với cá nhân mình thì mình thấy rằng là cái camera của con K50 nó không đẹp. Và so với lại Zinel 3 thì chắc chắn là con K50 nó sẽ thua về cái khoản là camera là cái chắc rồi. Được cái là K50 thì hiệu năng của nó cũng gọi là ổn ổn một tí. Nó cũng được trang bị một cái con chip cũng gọi là tương đối mạnh ở trong tầm giá là Dimensity 8100 Max. Tuy nhiên thì cái con chip này thì nó cũng tương tự như là con Realme Zinel 3 thôi. Nên là
chắc là cũng không cần phải phân vân đúng không? Không cần phải cân nhắc. Còn với con Realme GT Neo 2 thì đó là một cái phiên bản thấp cấp hơn của Neo 3 thì thua là đương nhiên rồi. Nên là kèo này thì lựa chọn Realme GT Neo 3 vì những lý do sau đây. Với Realme GT Neo 3 nó được trang bị cảm biến đó là IMX 766. Mình thấy rằng trong tầm giá nha, trong tầm giá khoảng tầm là 6-7 triệu thì 766 là một trong những cái cảm biến xịn mà anh em có thể tìm thấy được ở trong phân khúc này rồi. Đó, ngoài ra Realme GT Neo 3 cũng được trang bị có chip là Dimensity 8100 Max này. Đó, RAM ROM của nó cũng khá là ok, pin thì cũng sẽ là pin trâu 5000 mAh cũng sẽ có sạc nhanh luôn. Nên là với cái phân khúc khoảng tầm là 6-6.5 cần một chiếc máy mà cái gì cũng có thì Realme GT Neo 3 nó phục vụ cho anh em khá là tốt. Và cái màn hình của Realme GT Neo 3 cũng chất lượng khi mà đây là cái màn hình AMOLED và các bạn sẽ có độ phân giải Full HD Plus cũng như là có tần số quét 120Hz thì gần như là mình cũng không biết chê con này ở phần nào luôn. Nói chung là với chiếc Realme GT Neo 3 nó sẽ xứng đáng nhất trong 4 chiếc điện thoại mà bạn kể tên. Bạn Nguyễn Minh Hà Hòa có hỏi mình là anh nghĩ sao về Lenovo Legion i70? Thực ra thì mình đã từng mua con Lenovo Legion i70, các bạn có thể nhìn cái hình thumbnail, cái video mà mình đã review ở đây nè. Thì các bạn thấy rằng là với con Lenovo Legion i70 mình đã review nó, mình đã trải nghiệm khá là nhiều về con Lenovo Legion i70. Tuy nhiên mình thấy đây không phải là một con điện thoại ngon. Và nếu như các bạn chỉ tập trung vào yếu tố chơi game mà không quan tâm những thứ khác thì được. Còn nếu các bạn muốn gọi là có thêm nhiều thứ khác thì con Lenovo Legion i70 này chưa đáp ứng tốt lắm cái nhu cầu sử dụng của mình. Nhất là về khoản phần mềm. Phần mềm của Lenovo nó hơi bị thọt và cài tiếng Việt không đơn giản. Các bạn có thể cài tiếng Việt được nhưng mà cần phải mua và cần phải nhờ dịch vụ cài sẽ mất đâu đó khoảng tầm vài trăm ngàn. Và con Lenovo Legion i70 này ở cái thời điểm mà mình test ấy, nó gặp một cái vấn đề đó là nó bị sập nguồn khi mà gọi Messenger. Đây là một cái điều mà chắc chắn như anh em nào sử dụng trên group Lenovo Legion i70 sẽ biết. Còn bây giờ còn gặp hay không thì mình chưa biết tại vì mình review con đấy cách đây khoảng tầm vài tháng rồi. Đó, chắc là mình nghĩ là cái phần mới thì nó sẽ fit. Nếu mà so với lại những dòng sản phẩm khác đang có trong cùng phân khúc ấy, thì nó cũng không có nổi bật. Bây giờ khoảng tầm 7-8 triệu đúng không? 7-8 triệu các bạn mua được những con như là K50, K50 Ultra. Rồi có những con như là 8 Plus Gen 1, ví dụ như là con gì ạ? Realme GT Neo 5. Bạn mua được những con như là con K60 chẳng hạn. Thì thực sự là con Lenovo Legion i70 không phải là một con điện thoại ngon và không phải là con xứng đáng nữa. Nếu như tầm này thì mình sẽ mua những con điện thoại mà mình kể tên như K50 Ultra tầm 7-8 triệu là mua được này. Đó, hoặc là K60 thì quá ngon, thực sự xứng đáng hơn nhiều. Rồi, đó là tất cả những câu hỏi có một số hỏi gì đáp đến lần này của mình. Các bạn nghĩ sao về những câu trả lời? Sai ở chỗ nào, chưa đúng ở chỗ nào đừng quên comment để lại cái nhận xét nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong những video lần sau. Bye bye anh em.